Một đám người mang mặt nạ trong suốt đang cướp ngân hàng, xem ra bọn họ đã có kế hoạch từ trước. Người đang đứng trên đỉnh tòa nhà này chính là lão đại của bọn họ. Trước khi hành động, anh ta ở nơi cách ngân hàng 3 phút đi xe, tạo ra một vụ nổ, sau đó anh liền bắt đầu nghe lén vô tuyến điện của bên cảnh sát. Sau khi xác định xe cảnh sát đến hiện trường vụ nổ, liền hạ lệnh hành động. Đám người này phân công rõ ràng, bọn họ nhanh chóng khống chế con tin, tiêu hủy camera, đến kho bảo hiểm của ngân hàng. Dựa vào nghe lén bọn họ biết được, cho đến hiện tại phía cảnh sát vẫn không biết ngân hàng bị xâm nhập. Mục tiêu của đám tội phạm không phải là tiền, mà là tủ bảo hiểm của ngân hàng. Sau ký hiệu của mấy tủ bảo hiểm, bọn họ mới thật sự đếm ngược cảnh báo 3 phút. Tủ bảo hiểm của ngân hàng liên tiếp báo cảnh sát, một khi bạo lực xâm nhập thì cục cảnh sát sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Xe cảnh sát gần nhất đến kiểm tra, mà xe cảnh sát gần họ nhất đang ở hiện trường vụ nổ, cho nên bọn họ chỉ có thời gian 3 phút. Rất nhanh, số phiếu công trái lên đến hàng trăm triệu được cho vào túi. Sau khi hoàn thành, máy nghe lén hiển thị xe cảnh sát còn 1 phút nữa sẽ đến hiện trường. 1 phút cuối là dùng để rút lui, nhưng lúc này một tên ngăn không được sự quyến rũ của tiền, hắn không nghe phản đối, liều mạng cho tiền vào túi. Vốn có thể trước 1 phút rút lui, nhưng vì một kẻ tham lam, bọn họ bị 4-5 chiếc xe cảnh sát ngắm trúng rồi. Nhưng bọn họ cũng có tay trong, một tên mập lái một chiếc xe hàng đi cùng vận tốc với bọn họ. Hắn nắm bắt thời gian, ngăn tất cả xe cảnh sát, mới để đám tội phạm có thể chạy thoát được. Tới tối, đám tội phạm đến nơi an toàn, nhìn thấy túi đựng đầy trái phiếu, kẻ thiếu chút làm hỏng chuyện lớn, lại không tự giác thấy sai, thậm chí hắn còn chỉ trích lão đại chỉ động khẩu không động thủ. Không lâu sau lão đại tới rồi, hắn không cho người này cơ hội giải thích nào, tiến lên liền cho một tổ hợp đấm, sau đó liền dùng băng keo bịt kín mặt hắn lại để hắn không thể thở được. Sau khi hết 1 phút, đó chính là 1 phút hắn làm mất. Tất cả mọi người đều biết lão đại đang giết gà dọa khỉ, nhưng bọn họ không ngờ lão đại lại ra tay nặng như thế. Sau 1 phút, lão đại dùng viết chì đâm một lỗ trên mặt tên đó, mới để cho hắn có thể hít thở lại, nhặt được cái mạng. Ai cũng không ngờ, lão già trước mặt mới là đầu sỏ, James là do ông ta nuôi lớn. Mỗi lần giao nhiệm vụ đều ở nơi không chút ánh sáng. Ông ta nói với James, nhiệm vụ cướp ngân hàng lần này thực ra là do giám đốc ngân hàng phát ra. Ông ta đầu tư thất bại, sắp phá sản, cho nên ông ta trước khi chạy ra nước ngoài phải đào được một khoản. Đối với những thứ này, James vốn không quan tâm. Sau khi lấy được thù lao hành động lần này, lại lấy một viên đạn. Trong hệ thống cảnh sát ở Hàn Quốc có một bộ môn đặc biệt gọi là ban giám sát. Cô nàng này đang làm kiểm tra trước khi nhận chức. Nhiệm vụ của cô chính là theo dõi một anh chàng mắt kính từ tàu điện ngầm đến trạm điện thoại ở bên ngoài, rồi đến nhà hàng. Thực ra cô nàng đã bị ông ta phát hiện rồi, cô không biết. Người trước mặt chính là cấp trên tương lai của cô, Thanh Tra Hoang. Nhưng Thanh Tra Hoang không biết cô gái này bản lĩnh chuyện gì lướt qua mắt cô thì sẽ không quên. Cô có thể nhớ lại bất kỳ chuyện gì mà cô nhìn thấy. Thời gian xuống xe, thời gian nói chuyện điện thoại, người Thanh Tra Hoang tiếp xúc, cô đều nói rõ ra được. Sau đó cô được tuyển Thanh Tra Hoang về đến cục tiếp nhận vụ án cướp ngân hàng hôm nay. Ông phát hiện đám cướp ngân hàng với bài kiểm tra nhận chức của cô nàng là cùng một ngày. Bây giờ bọn họ phải làm rõ thân phận của đám người này và hành tung. Hôm sau, cô nàng người mới đến báo cáo, biệt hiệu của cô là Eon Jo. Đồng thời cô vẫn chưa biết nghi thức đặc biệt chào đón một người mới đang đợi cô. Liên quan đến vụ án cướp ngân hàng, dù là bạn giám sát cũng nan giải, kế hoạch hoàn mỹ, đồng thời cũng không có bất kỳ ai ở hiện trường bị bại lộ tướng mạo. Nhưng thông qua camera xung quanh trước khi xảy ra vụ án, bọn họ tìm thấy tên béo lái xe hàng ở trong camera của siêu thị, nắm được hình dáng của hắn. Hôm sau toàn bộ ban giám sát xuất quân, biệt hiệu của bọn họ là lấy động vật làm tên, giả vờ thành các loại nghề nghiệp, hành động trong khu vực mục tiêu, nhưng luôn giám sát đến tối, cũng không đợi được tên béo. Sau đó Eon Jo xuống xe đi nhà vệ sinh, nhưng cô không ngờ điện thoại vô tuyến của mình đã bị động tay động chân. Thật thoải mái quá đi. Ngại thì đúng là ngại thật, nhưng cảm thấy có chút quá đánh rồi đó. Nhưng sau đó tu tử phát hiện nhân vật khả nghi, một tên béo luôn cúi đầu ăn thịt nướng. Thanh Tra Hoang lệnh cho tất cả mọi người đều bắt đầu áp sát vào tên béo, nhưng kết quả không vui rồi, người này không phải mục tiêu. Sau đó phía James phải bắt đầu hành động lần hai. Mục tiêu lần này là giả tạo chứng cứ một khoản sổ sách lớn. Bọn họ trong lúc tạm thời cắt đứt nguồn điện mấy tòa nhà xung quanh, sau đó nhanh chóng tìm chứng cứ tài liệu vụ án, rồi lúc khôi phục nguồn điện thì bọn họ đã xong việc rút lui rồi, phía cảnh sát không kịp bắt bọn họ. Nhưng lúc James chuẩn bị đi, anh ta phát hiện đối diện có một người đang dùng kính viễn vọng nhìn về phía bên này. Bất kể hắn ta có nhìn thấy mình hay không, James vẫn qua đó dùng viết chì giết hắn. Tối đó James liền đi giao nhiệm vụ, mà anh cũng bày tỏ mình muốn rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ cha nuôi của anh còn muốn anh làm thêm một đơn hàng nữa. Người làm việc giống anh đều biết nguy hiểm của đơn hàng thứ ba, cắt xa hai đơn trước. James không nhận đơn. Dưới ánh mắt tức giận của cha nuôi, anh cầm lấy chìa khóa thù lao rồi rời đi. Nhưng anh sao cũng không ngờ được khi mình vừa đi thì cha nuôi cầm lấy điện thoại. James bị ám sát ở trên xe. May mà thân thủ của bản thân đủ mạnh để hóa nguy thành an, không cần nghĩ cũng biết đây là do ai làm. Anh tức giận đến chỗ cha nuôi, rõ ràng cha nuôi biết đã xảy ra chuyện gì. Ông không nói gì, chỉ là mang chút cảnh cáo, kéo ngăn kéo ra. James cầm lấy đơn hàng nhiệm vụ ở trong, căn răng nói với ông ta, đây là lần cuối cùng, đây không phải cầu xin. Còn bên phía cảnh sát hoàn toàn loạn rồi, bởi vì rất nhanh trên TV phát, bọn họ vô dụng biết bao nhiêu, ngay cả một chứng cứ cũng không bảo vệ được. Nhưng bọn họ lấy được chứng cứ chỉ có tên béo đó. Liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch gì, áp lực của ban giám sát cực lớn. Mà hôm nay, Chu Tử phát hiện phạm vi bọn họ đang tìm kiếm có vấn đề. Dựa theo mấy địa điểm cuối cùng tên mập xuất hiện với phạm vi bọn họ giám sát, cô nhận ra khu vực ban giám sát mai phục đều sai rồi, mà cô còn chủ ra tên mập. Khu vực tên mập nhiều khả năng nhất sẽ xuất hiện. Rất nhanh kết luận của cô cũng được người của phía cảnh sát phát hiện, nhưng người của cục cảnh sát dùng đến tận 3 ngày. Hôm sau lúc hành động, người James giết bị phía cảnh sát phát hiện. Hóa ra người này hôm đó chủ là dùng kính viễn vọng lén nhìn cô nàng đối diện, kết quả lại bị James ngộ sát.
Không thể không nói, trên đầu chữ sắc có con dao đó. Đồng thời thanh tra Hoang cũng suy đoán ra, đám người này mỗi lần gây án đều sẽ có người chỉ huy ở trên tòa nhà cao tầng gần đó. Sau đó ở trong phạm vi giám sát mới, quả nhiên phát hiện tên béo Ion do bám theo. Bọn họ biết được nơi ở cụ thể của tên béo, ở trước cửa có sắp xếp giám sát. Dưới sự giám sát của bọn họ, mỗi hành động của tên béo đều bị nắm được. Một hôm tên béo phải đi hang nước thánh, mà xe hắn ngồi chính là ban giám sát đã sớm chuẩn bị. Ban giám sát nhận được mục tiêu, toàn bộ nhân viên ra tay. Ở một công xưởng bỏ hoang ở hang nước thánh, bọn họ nghe lén được chi tiết hành động lần sau của đám này. Sàn giao dịch chứng khoán, đây chính là mục tiêu của bọn họ, mà lần hành động hôm nay cũng giống như bình thường. James đến đỉnh tòa nhà gần đó có phạm vi tầm nhìn tốt nhất. Lúc đang nghe lén vô tuyến của phía cảnh sát, anh phát hiện có một cuộc đối thoại kỳ lạ, cảm thấy kỳ quái. Vì nội dung đoạn đối thoại miêu tả với hành tung người của mình ở bên này, khoảng cách xe hoàn toàn phù hợp. James biết bọn họ bị lộ rồi, anh vội gọi điện thoại nói hủy nhiệm vụ. Nhưng đã muộn rồi, phía cảnh sát đã sớm chuẩn bị xong cho bên đám bọn họ ở trên cầu, kẻ bị chết người bị bắt. Mà James cũng vì gọi điện thoại nên bị lộ vị trí, ưu thế duy nhất của anh bây giờ chính là không có ai biết mặt anh. Phía cảnh sát chỉ có thể thông qua điện thoại để xác định vị trí đại khái của anh. Cuộc điện thoại thứ nhất đến cảnh sát giả vừa là dịch vụ khách hàng thanh tra Hoang với Chu Tử ở trên cầu. Dựa theo định vị thống kê mục tiêu, trong khu vực có không biết bao nhiêu người đang nghe điện thoại. James ngồi ở trên ghế, sau khi nghe thấy dịch vụ khách hàng mạo danh, anh liền rõ kế hoạch của phía cảnh sát, cho nên anh liền ngắt máy. Cũng vẫn giả vờ ngồi nghe điện thoại, nhưng bóng lưng với túi trên tay anh lần nữa làm lộ anh rồi. Thanh tra Hoang nhớ lại hiện trường vụ án. Ông nhìn thấy một bóng lưng với túi như thế, ông với Chu Tử bắt đầu bám theo. Bây giờ bọn họ vẫn không biết hình dạng của James. Trong lúc bám theo, thanh tra Hoang bị sự phản chiếu của kính phát hiện rồi. Anh bây giờ giống như chim sợ cành cong, bất kỳ chút bất thường nào đều sẽ thu hút sự chú ý của anh. Sau khi James qua đường ban giám sát, anh trai biệt hiệu Sóc đóng giả cảnh sát giao thông ngăn James lại vì anh lúc nãy mới vượt đèn đỏ. Nhưng sau đó Chu Tử nhìn thấy cảnh mà cô không thể nào chấp nhận nổi. Sóc ngã xuống rồi, James thế mà trước mặt nhiều người giết Sóc. Nhưng thủ pháp của anh cực nhanh, dường như không có ai phát hiện. Sau đó James chạy thoát lần nữa đến chỗ cha nuôi, dường như biết anh muốn làm gì. Lần này trước cửa có rất nhiều tay đả thủ, thân thủ của James rất tốt. Mấy tên này rõ ràng không đáng gì, nhưng khi anh đến trước mặt cha nuôi, không nói nhiều, anh lấy bút chỉ nhắm chuẩn muốn giết ông. Cái chết của Sóc đối với người mới như Ion do là một đả kích cực lớn, cô muốn rút lui. Ở nhà, cô đột nhiên nghĩ đến ngày làm bài kiểm tra nhận chức. Trên tàu điện ngầm cô đã gặp James, khuôn mặt, dáng vóc, kiểu tóc, cảm giác, toàn bộ đều phù hợp. Sau đó cô ở dưới lầu gọi điện thoại cho thanh tra Hoang. Lần nữa gặp phải James, Chu Tử nói vị trí của mình với thanh tra Hoang, liền một mình bám theo. Nhưng khi bám theo đến quán ăn, Ion Do liền gửi định vị cho thanh tra Hoang. Nhưng lúc này James cũng nghi ngờ cô. Anh đột nhiên ngồi ở trước mặt James hỏi, chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Ion Do cố gắng bình tĩnh kết nối điện thoại với thanh tra Hoang rồi đặt ở trên bàn. James nhìn thấy cử động này, anh dường như chắc chắn cô gái trước mặt tuyệt đối có vấn đề. Anh cầm lấy bộ dao nĩa ăn ở trên bàn, không biết nghĩ gì. Lúc này anh nhìn thấy thanh tra Hoang đến rồi. Người này, anh từng thấy, bây giờ anh cực kỳ chắc chắn tình cảnh của mình đang rất nguy hiểm, cho nên anh không quan tâm Ion Do nữa mà bỏ đi. Hoàng ban trưởng để Ion Do đợi lệnh, còn mình thì đuổi theo. Nhưng Chu Tử phát hiện con dao ăn trước mặt cô không thấy nữa. Thanh tra Hoang gặp nguy hiểm, quả nhiên James đột kích thanh tra Hoang. Thủ pháp anh quen dùng giống nhau, một dao ở cổ, một dao ở ngực. Thanh tra Hoang né được con dao chí mạng ở cổ ra, nhưng không né được cái cắm ở ngực. Đợi khi Ion Do chạy đến phát hiện tính mạng thanh tra Hoang đã gặp nguy rồi, vì ở ngực ông chèn thêm mấy quyển sách lúc nãy cầm đi ở tiệm cơm. Bây giờ chỉ còn Ion Do đuổi theo James. Thông qua điện thoại, chi viện đang trên đường tới, nhưng bám theo đến một trạm bỏ hoang, Ion Do không cẩn thận bị James tóm. Tuy sau đó cô thoát được, nhưng James cũng nhân cơ hội lúc tàu điện ngầm tới để xuống. Cảnh cuối phim, James bị thanh tra Hoang rơi xuống bắn ngã. Bộ phim này có lẽ sẽ có phần 2. Ở kết thúc phim lại có một James mới xuất hiện. Cá nhân mình cảm thấy tiết tấu bộ phim này cũng được. Ở giữa có rất nhiều chi tiết giải đố, vì nguyên nhân dài và phức tạp nên không nói đến. Thích thì có thể xem thử. Được rồi, tôi là Nguyên Duy Chất, chúng ta lần sau gặp. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Nguyên Duy Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.